Hello anh em, chào anh em trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày thứ hai tuần 2 của con tướng mới Siki anh em ha. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nghiên cứu thêm, tiếp tục nghiên cứu về cái meta hiện tại anh em ơi. Trong đó là sẽ có sự xuất hiện của chó rõ Akanu là E5 nè, các thứ nè anh em. Rồi con Siki rồi các thứ nè, Bitmon rồi nè anh em, Budin rồi nè. Thì thử coi coi là cái đám đó anh em có gọi là con nào có vào meta được hay không anh em. Bởi vì sao? Tại hiện giờ có một vài trường hợp là anh em đang build con Akanu lên E5 để mà bỏ trong cái đội hình meta hiện giờ anh em ơi. Thì không biết là nó có hiệu quả hay không. Và nghe đồn rằng á, là con Siki này khi mà gặp con Akanu, nói chung là gọi bằng cụ anh em, bởi vì nó phản đam ghê quá. Thế rồi chúng ta sẽ cùng test những cái trận BK đó nha anh em. Hiện giờ vẫn đang có cái sự kiện tích nạp ha. Ông nào mà quan tâm tới sự kiện tích nạp có thể nhấn vào kênh của mình để xem video ngày hôm qua hôm kia đó anh em, mình có review á anh em ha. Nói chung là mỗi ngày là nó sẽ có hai móc, mỗi ngày là 45k mỗi ngày và 180k mỗi ngày. Quà nói chung là cũng khá là ok anh em ơi. Đó, cái đào đó là dành cho những ông nào có điều kiện nha. Rồi tuần này thì hôm qua mình cũng đã có review về cái event tuần cho anh em xem rồi. Cái gì vậy trời, thôi lát. Hôm qua mình có review cho anh em xem về cái event tuần này rồi ha. Thì nói chung là cái tiệc Sanji này thì anh em nên chơi rồi nha. Tuần này nói chung là mình sẽ ráng cố gắng đi một vòng ở bên cái đảo bóng đêm này để mà lấy một cái cuộn L2 bên này anh em ơi. Thì sẵn dịp đây thì chúng ta sẽ cùng tham gia luôn cả mát binh cái chiêu mộ đại đánh gia để mà lấy thêm á cái mảnh vẽ Vega binh anh em ơi, và đặc biệt là lấy thêm cái bánh lái thuyền trưởng. Mỗi vòng ở bên chiêu mộ đại hay tặc ở bên này là nó sẽ cho chúng ta tận 6 cái bánh lái thuyền trưởng anh em. 1 2 3 4 5 6, 6 nhân cho 4 là 24 anh em ơi. 24 ha, đúng không ta? Đúng rồi anh em, 6 x 4 là 24. Rồi chúng ta cộng thêm 18 cái chiêu mộ đặc biệt ở bên này nữa. Mình đang tính chiêu tầm cỡ chừng 300 thùng thôi anh em ơi, để lấy 50% thôi. Còn thiếu đủ bao nhiêu thì chúng ta sẽ xả xu vòng quay. 24 cộng cho 18 anh em ơi là 42. Xả thêm 2 vòng xu vòng quay nữa là đủ 8 bánh lái nữa anh em ha. Rồi trước mắt thì xả thêm cái chiêu mộ đặc biệt anh em ơi. Rồi sau đó xả cái chiêu mộ đại hải tặc này sau ha. Để mình vô shop coi. Đổi được thêm một Iron Sabo nữa nè anh em. Chà, được đó nha. Đổi một con đi anh em ha. Chiến này thì nói chung là anh em đua top ghê quá anh em ơi, anh em coi top nè. Hiện giờ nó chiêu mộ cốc bia tới 6.800 rồi, gớm chưa? Trời ơi, 6.600, 5.800 nè anh em. Top 20 là 2.200 rồi. Nếu mà chiêu mộ mát bên các vòng thì nó rơi vào khoảng đó là 1.400 rồi anh em ơi. Có 1.400 thùng á là chúng ta full anh em ha. Chiến này mình xả 1.400 thì chắc là không có nằm ở trong top 20 này nổi đâu. Nên thôi xả thúc tắc anh em để kiếm Iron Sabo E5 là ngưng được rồi ha. Rồi nhận quà ngày hôm qua đến giờ luôn nha anh em. Rồi bây giờ vô xả thùng bia đi. Chắc là mình sẽ xả 2 vòng ở bên này. Thì kiếm nếu mà nó hơn nó may mắn á thì nó có được con Siki. Còn nếu mà xui nữa thì không có anh em ha. Rồi chắc là mình sẽ xả bên bình bỉ anh em ơi, để kiếm một vài copy của con chó đỏ Akanu. Ok, hết chó rồi, hết chim chỉ xanh rồi là Aogiji Kuzan. Rồi tới chó tới chó đỏ Akanu rồi. Bây giờ tới con sư tử vàng anh em ơi. Trời ơi, chuẩn bị sắp đến đây là nguyên một bầy thú luôn nha anh em. Chưa tính là tụi Kaido rồi các thứ anh em, Kaido là rồng á. Đó thì chưa tính cái đám đó nữa ha. Chà, căng vậy ta. Chiêu ở bên hệ bền bỉ này lúc đầu anh em ha là mình đã chiêu bên này rồi. Tuần trước chứ anh em, tuần trước là chiêu ở bên hệ bền bỉ này cũng là ạt mấy item luôn anh em. Nó có ra Akanu đâu, nó có ra con Siki đâu anh em, rất là khó luôn ấy. Qua tuần sau thì chúng ta sẽ có một cái chi nã của con Siki nữa anh em. Nếu mà anh em chiêu được Siki thì chúng ta sẽ tặng được một copy con Siki, khá ok. Ây da, chưa thấy luôn, cho con chó đỏ cũng được, cho một Akanu cũng được anh em ha. Akanu thì bây giờ nó đã vào trong L1 với lại có thông thạo luôn rồi. Ông nào mà đang chưa cày được Akanu thì có thể cày thông thạo nha, nhớ nha anh em. Cũng là AOG nhưng mà nó lạ lắm. AOG này lúc này là còn làm trong hải quân nha anh em, chứ chưa có là đi gia nhập băng râu đen đâu. Khi mà con AOG mà gia nhập cái băng râu đen đó anh em, nó ngầu thực sự luôn đó em ơi. Lúc nhất là cái lúc mà gặp Cracker á, anh em có coi là bên không phải anime nữa, không biết anime có chưa, hình như là có rồi. Anime có rồi, manga thì có lâu rồi ha. Lúc anime á thì gặp con Cracker. Cracker là con trai của Bitmom á anh em. Có bánh gì biến có trái quỷ là tạo ra bánh quy á. Ngầu thôi rồi luôn anh em, một phát một đóng băng luôn. 300 thùng ra đi trong tích tắc, có cái nịch luôn rồi trời.
không có Siki và cũng không có con chó đỏ nào cả nè anh em. Trời ơi, căng kèo quá, căng kèo quá. 30 thùng nữa anh em ha, là xong 300 vòng rồi đấy. 300 thùng bia rồi đó anh em, hai vòng. Cái nữa nè, không có là không có anh em ơi. Trời ơi, nhân phẩm tệ. Nhân phẩm tệ quá. Rồi ok, hai vòng ở bên chiêu mộ đặc biệt anh em ha. Tuần này là như vậy thôi, hai vòng chiêu mộ đặc biệt nè. Mát bin cái chiêu mộ đại hải tặc nè. Cái này là dành cho những ông nào mà có điều kiện xả nha anh em, phẩm như là đua top Vega bin để mà lấy Iron Sabo thôi. Còn tuần này anh em làm hết tài nguyên rồi nên tích nha anh em. Mình nói chung là mình đua top ấy. Rồi, mát bin chiêu mộ đại hải tặc nè và hai và để coi coi. Một vòng tầm hai còn tầm một vòng ở xu vòng quay nữa thôi. Bên này là 18 cộng cho 24 là 36 rồi. Ồ, cũng không đủ ta. 24 cộng 18 46 chứ anh em. À 42. Vậy là tức là phải hai vòng ở bên xu vòng quay nữa là chúng ta mới đủ thêm 8 cái bánh lái nữa để mà lấy cuộn L2 em ha. Rồi, nhận quà luôn nha anh em. Mở thêm thử coi là có ra được thêm Siki nữa hay không đây. 2000 mấy dép Luffy nè, 60 xuất sắc nè, có cả la bàn nữa nè anh em. Đây. Có thùng bia rồi các thứ nè, rất ngon, 18 bánh lái. Rồi ok, vô mở cái đống quà này luôn đi mấy ông. Vô mở cái đống quà này luôn đi ha. Đây. Ở bên này thì không biết là ra nổi Siki không đây, không biết là có vô trong này hay không nữa chứ. Trời ơi, VV ngon, cũng được đó nha. Bên này thì đây. Akanu. À, Billet. 14 con, không biết con đã có con nào ngon hay không anh em, khó lắm nha anh em, không có nổi đâu được ISS nè. Đó, anh em thấy chua ghê chưa? Mình chưa build Akanu anh em ơi, vẫn như là chưa có cày thông thạo của nó nữa. Thì nếu mà em nó đánh hiệu quả thì để mình ráng cố gắng cày rồi up lên E5 được các thứ anh em. Thì chắc cùng xem luôn nha. Rồi, đang có 3000 dép Luffy anh em ơi, vô thì mình sẽ ưu tiên đổi cái bánh lái chiêu mộ anh em ha. Bên này nó chỉ cho đổi tầm cỡ chừng 5 cái bánh lái thôi, hai cái nữa là hết rồi. Còn dư ra bao nhiêu thì chúng ta sẽ đổi giấy thách đấu và cũng như là rương may mắn của con Siki. À, cái này là tùy vào anh em thôi, ông nào mà thiếu giấy thách đấu có thể đổi thêm nha anh em. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi Bika test cái meta hiện tại. Thì hiện giờ mình đang có elite bản của mình, anh em có một bạn đó là build cái đội hình khá là ấn tượng anh em ơi. Đó là cái đội hình có gọi là những cái con tướng meta trước và sau luôn nha anh em. À, đầu tiên thì mình thấy là rất là tâm đắc về con chó đỏ anh em ơi. Đây, về con chó đỏ Akanu. Rồi sau đó có cả Usopp nữa anh em, có cả Big Mom. Ông này đặc biệt không chơi Kaido nha anh em. Không chơi Kaido. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bỏ Siki vô nha anh em ha. Thì nếu mà anh em chơi Siki á thì mình nghĩ anh em không có chơi được con Budin với lại chơi con Big Mom, bởi vì nó sẽ bóp con Siki rất là nhiều. Ngày hôm qua mình có làm một clip test cho anh em xem rồi đó. Ông nào chưa coi có thể nhấn vào kênh của mình để xem ha. Rồi, đây là cái trường hợp khi mà gắn Big Mom vô nè anh em. Nhiều khi cũng win đấy, để cho anh em coi thử con Siki đánh có hiệu quả không. Em nó mới E2 thôi, nên là nhiều khi vẫn không có chịu được những cái đòn roi của cái con của cái meta hiện tại đâu nha anh em. Siki team mạnh thiệt, nhưng mà nó phải đủ lực để mà search down được đối thủ càng sớm càng tốt anh em. Trời ơi, Usopp nó bắn kìa. Usopp nó bắn kìa anh em, ghê thực sự. Pha này không biết là Siki. Trời ơi, xong rồi. Jinbe nó bắn một nhát một anh em coi Usopp bên kia kìa anh em, mấy triệu công đó nha. Usopp bên kia mấy triệu công đó anh em. Nãy giờ nó kéo con Jinbe của mình hẹo liên tục. Đó, 4-5 mạng rồi. Ây da, rồi nó bắn tới con Hiyori luôn rồi. Sao anh em bắn như vậy thì tích được mấy cái tầng homie cho Big Mom. Nhưng mà Big Mom này tích hơi bị nhiều tầng luôn đó anh em ơi. Đúng rồi, ở bên kia cũng có Hiyori nha, nên là nó cũng sẽ có hồi sinh được các thứ lên anh em ha. Cái kèo này thì nói chung là 50-50 nha anh em. 50-50. Nhưng mà mình ấn tượng là con Siki, con Aoiji Kuza bên kia, á phải. Bên kia cũng có Aoiji, với lại có thêm cả chó đỏ Akanu. Đây anh em coi chó đỏ Akanu nè. Này là mát binh rồi, trụ đấm kìa. Này là mát binh rồi nha anh em, là vào thực chiến luôn ấy. Vào thực chiến con chó đỏ luôn á nha anh em. Mà nãy giờ con chó đỏ nó mới nổ được một lần thôi. Nãy giờ như là nó đang bị đóng băng hay là gì đó anh em ơi, rất là khó chịu. Đấy anh em thấy chưa, kinh dị chưa mấy ông. Nãy quên coi đam anh em nhờ. Rồi để mình chơi riêng một mình con Siki thôi, bởi vì bây giờ nếu mà bỏ Big Mom hay là con Budin vô á thì tụi nó sẽ có những cái nội tại chia sẻ sát thương anh em, nên mà khi bắn vào trong người của con Budin hay là Big Mom á thì nó bóp cái con Siki không thể nào bất tử được anh em. Siki không bất tử được.
Còn nếu mà anh em chơi không có con IWG, không có con Bitmon với lại con Pudding á, thì con Siki của chúng ta có thể bất tử được 4 vòng anh em. Thật sự ra nó có một cái nội tại, đó là giảm sát thương bằng 25% HP tối đa. Nhưng mà thật sự ra cái đó là cái bất tử anh em. Cái đó là cái bất tử của con Siki á. Đây anh em coi thử coi là có gánh team được hay không nha. Nếu mà không gánh team được thì chắc phải đợi em nó lên E5 để mà chơi game. Chứ bây giờ chưa E5 mới E2 thôi là chắc chưa có BK được đâu nha anh em. Mình test bữa giờ ngày qua đến giờ nhiều rồi. Nói chung là chưa có đủ lực anh em. Phải lên cao một tí nữa thì mới ra. Đấy, one hit đồ, xin B đồ, cái thứ cũng ghê lắm chứ bộ anh em. Nhưng mà con Siki này one hit được đứa nào là đứa đó đi nha anh em. Ví dụ như là những đứa nào mà nó có gọi là mấy cái ấn nổ á, mấy cái ấn là nổ sư á anh em, là nó sẽ tiễn đi luôn. Có thể thay thế được vị trí của con Woodin đó anh em. Còn nếu mà anh em đã chơi con Siki rồi thì chắc là mình nghĩ khỏi chơi Woodin đi. Trời, bị phản đam. Bị phản đam quả đó đau quá, ây da. Vẫn đang còn bất tử bất hoại nha anh em. Nhưng mà quả này bị đóng băng rồi, ây da. May mà có thòng thêm thằng lù anh em ơi. Chứ không mà bị đóng băng là khỏi chơi game luôn á. Lù thì bị khắc chế bởi bị khắc chế bởi con Bitmom. Đó, anh em thấy chưa, bất tử. Siki bất tử nhưng mà cái quả này bị đóng băng liên hồi. Đứng im luôn, oh my god. Đây anh em, vòng 3, vòng 4 vẫn còn bất tử nha. Đó, anh em thấy Siki nó lỗi ghê chưa anh em. Nhưng mà hiện giờ thì em nó gọi là vẫn còn hơi yếu. Ôi, mới vòng 3 thôi hẹo rồi. Tại sao bị hẹo anh em? Do cái đam cuối lượt của con Aoi Kuzan. Đam cuối lượt anh em ha. Rồi, bém lại trận nữa đi. Rồi, tí hồi nữa mình sẽ thay thế nhân sự của cái meta này. Đang test thử coi là con Akanu ở bên kia nó có mạnh hay không đó anh em. Ông nước muối này ông bỏ luôn cả con Kaido ra luôn à, mới cháy chứ. Đó, khá là, cái đội hình ông này khá là thích hợp với lại đi test team anh em, test team. Có con Yusof nó bắn đau lắm nha anh em. Đó, nếu mà anh em bỏ Bitmom hay là bỏ thêm mấy cái con nào mà có xe đam vô anh em. Con Yusof nó bắn đau lắm rồi, thôi xong rồi, Akanu nó nộ được rồi. Nổ đau ghê anh em, Akanu bên kia nổ đau thực sự. Phản đam liên hồi. Cái con IWG của mình đó anh em, nó tóc nó hơi yếu. Nên là nhiều khi nó sẽ không có được gọi là đóng băng được AoE đối thủ của anh em ơi. Ủa quả đó đánh ok ghê chứ kìa. Quả này nhiều khi lại lật kèo được đó anh em. Đó đúng rồi. Kaido lên đồng anh em ơi, gọi là Kaido lên đồng rồi, đóng băng AoE. Đóng AoE rồi. Rồi đi hai đứa dưới luôn, đi luôn cả Kaido. What? Anh em thấy cháy chưa đó? Còn mỗi con Siki, mà con Siki bây giờ bị đóng băng anh em, rất là dễ bị đóng băng ha. Đó, có con Hijori nó xóa được cái quả đóng băng đó thì may ra mới chơi game được thôi. Nhưng mà vẫn đang bị dính cái quả câm lặng của con Jinbe nha anh em. Đóng băng lại, ư mày quả hên. Hên quả đó, đóng băng bị xịt anh em. Rồi, còn mỗi con Siki thì làm gì được cho đời nè anh em. Hiện giờ em đó vẫn đang bất tử, chỉ sợ mỗi cái đam cuối lượt của con Aoi Kuzan và cái phản đam của con chó đỏ thôi. Để thử coi là pha này có bị phản đam, bị choáng luôn rồi. Em thấy chưa? Trời ơi, ăn hành. Ăn hành nè, ăn hành nè. Rồi, từ tên thứ 5 là con Siki hết bất tử nha anh em. Tên thứ 5 là Siki hết bất tử. Đó, vừa hết tên luôn anh em. Cái đó là do cái nội tại cuối lượt anh em. Nội tại cuối lượt của con Aoi Kuzan ấy. Nó hút một phát là đi luôn. Rồi, đây là cái team mình tâm đắc hiện giờ anh em ơi. Cái team này có thể khắc chế được ông nước muối nha. Anh em coi thử nha, có thể khắc chế được hay không nha anh em. Nếu mà chúng ta bỏ Siki ra thì team của chúng ta nó sẽ gia tăng được sức mạnh. Bởi vì có Bitmom rồi, các thứ anh em cũng khá ok. Hồi nãy là có trận win rồi, nhưng mà trận này không biết là có win hay không. Để cho anh em xem luôn. Có lù Nika thì nói chung là cũng có búp được bất hoại cho team nè. Rồi có cả phản kích đồ, các thứ cũng rất là ổn áp. Lù Nika nó tựa giống y chang như là con Yusof á anh em. Nó cũng sẽ kéo được mấy cái lượt hồi sinh của team địch rất là tốt ha. Yusof bắn đầu quá. Ủa, bắn phát nào phát đó, con Jinbe của mình là rụng nụ luôn em ơi. Jinbe thì ui bị phản đam kìa. Bay màu hoài. Tội nghiệp ô em, bị cái quả phản đam bay màu luôn chứ.
Ok, pha này mình cũng tiễn ở bên kia. Ui, chưa tiễn được đứa nào hết ta. Shinbei Hiyori, yes. Hiyori bên kia gãy rồi, con Shinbei gãy theo nha anh em. Cố lên, cố lên. Bitmon mình đang bị dính cái quả câm lặng của con Shinbei rất là khó chịu luôn. Chiến này Kaido chắc phải đi rồi. Hoài, mạnh. Mạnh quá anh em ơi, nó đạp pha nó mạnh quá. Tính ra con chó đỏ thì nói chung là một vài trường hợp ngon thôi, chứ thực sự ra thì nó chưa có gọi là gì, gọi là gì ta, nó chưa có gọi là gây được cái gì gọi là một cách chuyển dạng như lật kèo á anh em. Nó chưa có là lực gây được một cái sự đột biến gì cho những cái trận đấu á anh em. Nó hơi là ấy ha, nó hơi khó một tí. Bitmom hai quả nộ nè. Chà, chó đỏ kia nó được hồi sinh rồi ta. Đúng rồi, Kaido pha này đã lật kèo nè. Đẩy, ôi da. Căng dậy, căng dậy. Rồi, Hiyori bay màu. Gãy rồi, my god. Hồi nãy có trận win anh em, để bot trận win cho anh em xem. Nãy có xem được một trận win, nói chung là trận win hên xui anh em. Bởi vì bên kia bỏ Akainu ra rồi, gắn con chó đỏ vô anh em. Nên là bỏ con Kaido chứ anh em, bỏ con Kaido ra, gắn con Akainu vô. Trận này thì win nè. Nói chung là spam anh em, spam là có cỡ chừng 10 trận thì win có chừng 5-6 trận tầm đó. Nhưng mà đội hình bên kia cũng khá là mạnh anh em ha. Chó đỏ thì nếu mà kết hợp với lại con Hiyori á thì nó là một con gọi là khá là ngon. Nhưng mà nếu mà nó bị dính cái quả gọi là cấm hồi sinh đó anh em thì nó lỏ liền anh em, lỏ ngay lập tức. Kèo này phải có Lunika là gánh tim được các thứ anh em may ra ha. Để mình đang như suy nghĩ coi thay thế thằng Lunika bằng thằng nào đánh hiệu quả hơn đây. Kèo này không có gắn được con Brock rồi hay là mấy con nào mà búp hồi sinh thêm đâu nha anh em. Bởi vì Bitmon bên kia nó đánh xuyên hồi sinh thì cũng như không. Quả này Lunika búp được cái bất hoại ok ghê chưa kìa. Đây, team địch đang có. Ui. Cái quả đó con Kaido đánh một phát là hẹo luôn cả ba đứa anh em ơi. Đứa nào mà hẹo chung với lại con Hiyori là nó sẽ không được hồi sinh đó anh em. Đó là cái điều này hồi bữa mình có review cho anh em xem rồi đấy. Ơi quả nó đau nha. Ôi con quỷ Akainu nè. Nó vừa trâu mà nó lại vừa nhây nữa anh em. Bitmon mình đang có tới tầng 3 tầng homie. Đây, pha này xả vàng luôn nè. Một phát nộ nè, bay màu một đứa hai phát nè. Đánh thường cái nữa, nộ thêm cái nữa. Phản kích kìa. Quay. Tí cho anh em xem đam chó đỏ luôn nha anh em. Một phát một. Hãy quên. Ui, Usopp vẫn là một cái gì đó rất là ghê. Bitmon đam đợt này to nè. Chó đỏ đam bé lắm anh em ơi, anh em coi nè. Tuy máu, nếu mà HP chó đỏ ở bên kia thì nó rơi vào khoảng mình nói là phải vài chục triệu anh em. Vài chục củ máu. Coi coi. Đó là về cái meta chó đỏ bao nhiêu Usopp rồi các thứ anh em ha. Trời trận này gãy nè. Chung là hên xui thôi anh em ơi. Một vài trường hợp dính hiệu ứng là không dính hiệu ứng thì nó win. Đây trận này thì win nè. Đó cho coi lại trận này nữa đi ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng đánh với lại bạn khác nha anh em. Nói chung là ông nước muối này build cái đội hình khá là hay luôn anh em. Chúng ta nên học hỏi về cái meta của ông nước muối. Anh em thấy không, con Usopp là một con tướng ra cũng khá là lâu rồi nhưng mà ổng build làm sao mà nó đánh rất là hiệu quả. Với lại mình đang build BK chơi lực chiến anh em ha. Tóc của mình nói chung là thua bên kia rất là nhiều. Anh em thấy không, ở bên kia nó xả tới tận 3 cái nộ liền mà team mình chưa có xả được cái nộ nào cả. Bây giờ mới tới lượt team mình chơi nè. Trời ơi, Usopp nó bắn kìa. IWG rồi, cái thứ nó bắn phát ra rụng nụ anh em liên tục. Đã vậy mà nó còn có khả năng né nữa chứ anh em. Usopp nó có né giống y chang như là con con nào có né ta, con Bitgy né giống hao Bitgy với lại Yuta đó anh em, Katakuri đồ á, tụi nó có né hết. Trời bắn kìa, ghê thật. Cố lên, cố lên. Đây pha này con Akainu được có búp được cái nộ luôn nha anh em. Akainu búp nộ xong là coi như là nó là ui phản đam kìa. Nhưng mà phản đam thì sao anh em, phản đam xong rồi team chúng ta nó được hồi sinh lại. Ví dụ như là con IWG Kuzan này nó phản đam xong rồi nó hồi sinh lại đấy kìa anh em. Phản đam thì cũng như không. Đó nó hồi sinh. Ngặt cái đó, phản đam xong rồi nó hồi sinh ngay cái vị trí là ngay trung tâm luôn anh em. Ngay trung tâm của trận đấu luôn anh em, rất là ngầu ha. Đứng ngay giữa giống y chang như là captain vậy đó. Đội trưởng vậy đó. Vẫn đóng băng được như thường nha. Ây da, Kaido đi rồi. Kaido quả này đi rồi.
Jinbei đi luôn. Bitmom là người gánh team nha anh em. À, nè nè. Rồi nổ một phát nữa đi Bitmom bên kia không? Hình như là còn nổ hay sao đó. Đúng rồi. 4 tầng homie lượng mà anh em thứ gì chịu nổi đó, thấy chưa? Đó là tất cả là đều tại nhân phẩm nha anh em. Rồi đi BK lại một vài bạn khác đi anh em ơi. Bạn Ronsi này mạnh này. Ui. Akanu, Ayan Sabo. Wow, chơi thử cho anh em. Ronsi này mạnh lắm. Đợt ổng có con Budin đó anh em, vô tán một cái team mình đi hết gần hết luôn anh em, ghê lắm anh em. Tóc rất là cao ha. Ui bên kia có cả Yamato nữa hả? Yamato thì đóng băng được 2-3 mục tiêu của mình rồi anh em ơi. Ayan Sabo. Rồi thôi xong rồi, đi con Jinbe của mình rồi. Đúng rồi, đóng băng quả này dính được mỗi con Jinbe. Ui không đóng băng được ai luôn kìa. Đây anh em coi team bên kia vừa công vừa thủ rất là cháy luôn nha anh em. Có cả con Akanu nữa, rất là châu bò. Ông này tệ lắm, build con Akanu mà nói là phải trên 100 củ máu á nè, 100 củ HP đó. Đấy, ui đau. Có hồi sinh được ai lên không? Trời ơi, con Hiyori ở bên kia nó lại ngóc đầu lên nữa rồi. Lunika với lại thằng Jinbe bên mình, Lunika với lại thằng AWG của Zam bên mình đi bụi này nha anh em. Đi bụi luôn rồi. Đó, anh em thấy rất là nhiều cái team dị luôn anh em ha, xoay quanh cái con chó đỏ Akanu. Trời. Bitmom đi bụi nhưng mà được hồi sinh bởi Hiyori. Cái quả đó là quả bị phản đam á anh em. Đó. Phản đam liên tục. Hẹo nữa, hồi sinh nữa. Ui, nổ nữa kìa. Ê, búp hả? Anh em biết tại sao không? Khi mà Bitmom hẹo á thì nó sẽ tính cái tầng homie lên trên người của Bitmom luôn anh em. Thế là Bitmom của mình tính ra là nó được búp anh em nhờ. Thì mỗi lần có tầng homie thì Bitmom nó sẽ là nổ lại một lần nữa anh em hiểu ý mình không anh em? Tức là Bitmom tự hẹo rồi tự cái cộng cái tầng homie vô trong người Bitmom luôn. Rồi sau đó Bitmom hồi sinh lên bởi con Hiyori. Nó sẽ vừa ngóc đầu lên là nó sẽ nổ thêm một phát nữa anh em. Nó hành động một phát nữa. À tính ra cái này hay á nhờ. Cái này khá là hay anh em. Trời ơi DBK chúng ta mới biết được anh em ha. Kaido bên kia gánh tim nè. Đam của con chó đỏ thì nói chung là cũng không có được cao lắm nè anh em. 500 ngàn cũng gọi là ok. Ayan Sabo. Kinh quá. Trời nó hồi hồng ấu kìa. Nó hồi HP kìa. Ronsi này chưa bao giờ win nổi anh em ơi. Ghê lắm. Quái vật đó. Được anh em ha, nói chung là con Shiki thì cần phải lên E thêm nha anh em. Chứ bây giờ mà bác IBK, nói chung là team của mình nó bị lỗ nhiều lắm anh em. Lỗ rất là nhiều. Bởi vì thà nó one hit được đối thủ đồ, nó bỏ qua mấy cái trạng thái có lợi của đối thủ anh em nó ngon hơn. Chơi Shiki nói chung là cũng có điểm mạnh và cũng có điểm yếu anh em ha. Nó mà được, nó không có bị dính CC á là coi như nó chơi game cũng khá là tốt. Còn nếu mà nó dính CC nhiều quá thì chắc phải build thêm miễn chống cho nó giống như chi là con Budin vậy đó anh em. Anh em có thể thay thế vị trí của Shiki bằng con Budin hoặc là bằng Lunika rồi cũng được anh em. Nhưng mà mình thấy là ông nào mà có Budin thì chơi ok hơn. Hiện giờ anh em đang rộ lên là con chó đỏ Akanu nè anh em, bỏ lên E5, búp lên E5 để mà bỏ vô trong đội hình đánh á. Thì nói chung là một vài trường hợp thì em nó cũng khá là hiệu quả. Nhưng mà Bitmom thì mình thấy nói chung là cũng ok anh em ha. Với meta hiện tại thì khá là thích hợp với Bitmom đấy. Bởi vì meta bây giờ nó hồi sinh nhiều quá. Hồi sinh một trận rồi mình phải nói là tới hơn mười mấy lần. Ghê lắm anh em. Chưa kể ông nào gắn thêm Brock Wano nữa kìa. Pha này Bitmom lùa một phát là đi hết nè. Nghe nói là có bất tử đồ các thứ phải không? Trời đấm đau quá vậy. Đóng băng AOE nè. Ấy da, bị phản kích. Hết bất tử đúng không? Ui. Hết bất tử còn hồi sinh rồi đó. Hết bất tử thì còn hồi sinh. Kèo này thì nếu mà muốn đánh với lại con Brock đồ các thứ thì phải chơi Budin anh em. Để mà cấm hồi sinh tụi nó. Hoặc là con Shiki. Nói chung là khắc qua khắc lại nhau anh em. Khắc qua khắc lại á. Tùy vào trận đấu thì anh em bỏ con nào cho nó hợp lý anh em hả? Cái quả đó con IOG đánh thấm vậy ta. Tiễn đi vài đứa luôn á. Đúng rồi, nổ mạnh lên chị ơi. Đấy, kéo hết mấy cái lượt hồi sinh của đối thủ là ok. Hiện giờ cấm hồi sinh thì hai con đơn cử đó là con Shiki với lại con Budin anh em hả? Nên là ông nào muốn cấm hồi sinh có thể chơi hai con đó thôi.
Siki thì vẫn đang trong quá trình là test với lại build nha anh em, nên là chưa có mạnh lắm đâu. Phải lên E5 đồ các thứ anh em mới ngon. Nó mà bây giờ hạn chế được cái quả đóng băng nữa thì lại ngon nữa anh em. Nhưng mà lúc mà nó bị đóng băng á thì nó chả làm được gì cả anh em ơi, rất là chán. Nó thay vì trời ơi, bất hoại nó chặt một phát đi luôn. thay vì anh em nó giống như trang thằng lù đi ke mà đồ các thứ á, thì khi mà bị đóng băng thì nó vẫn có phản kích thì nó mới ngon anh em. Còn mà bị đóng băng là đứng im luôn thì hẹo luôn đấy. Rồi anh em nhớ 8 tiếng mỗi lần 8 tiếng sau anh em vô anh em tặng mì ý anh em ha. Tặng mì ý để mà cho tham gia cái tiệc Sanji nha. Rồi các em ơi, đó là video ngày hôm nay. Nói chung là meta hiện tại thì vẫn đang có rất là nhiều cái để mà chúng ta tham khảo luôn á anh em. Ví dụ như là có Aoi Guzan nè, rồi chó đỏ nè, Siki nè, Bitmom nè, Usopp đồ các thứ anh em. Đó là cần phải là nghiên cứu thêm để tìm ra một cái đội hình tối ưu nhất. Hiện giờ vẫn chưa có tìm ra đội hình tối ưu nha anh em, bởi vì tụi nó khắc chế qua nhau lại anh em, khắc chế qua khắc chế lại á, nên là rất là nhức đầu. Rồi ok anh em ha, đó là video ngày hôm nay. Thấy hay hãy cho like giỏi kênh nha anh em rất nhiều nha.